Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Bóng Đá XTV trong buổi trưa ngày hôm nay ngày 9 tháng 12. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại vòng 5 của V-League 2023-2024 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp tục gây ra một thất vọng rất lớn khi mà họ đã có được bàn thắng dẫn trước trước Viettel, thế nhưng cuối cùng thì lại vẫn để cho đối thủ này ngược dòng và thua chung cuộc với tỷ số đó là 1-2. Và bàn thắng sớm mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được đó là màn mở tỷ số rất sớm của Minh Vương. Với 5 trận đấu liên tiếp không biết thắng là gì thì hiện nay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang tạm thời đứng cuối cùng ở trên bảng xếp hạng V-League của mùa giải năm nay. Và đội bóng phố núi chỉ còn có vỏn vẹn 2 điểm sau những đợt đấu vừa qua mà thôi. Về nói về trận đấu này, đương nhiên sự thất vọng là rất lớn dành cho các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai. Và một trong những con người đó cũng chính là huấn luyện viên Kiên Tây Sắc cũng tỏ ra thất vọng khi mà nói về kết quả của trận đấu Hoàng Anh Gia Lai gặp Viettel. Sau khi trận đấu kết thúc thì huấn luyện Kiên Tây Sắc có cho biết như thế này: "Tôi thất vọng, Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn sớm và tôi hy vọng rằng là đội sẽ có điểm. Năm trận đấu vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết thắng là gì cả. Thế nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ. Sẽ là quá sớm để nói rằng Hoàng Anh Gia Lai đã phải nghĩ đến việc là đua trụ hạng. Chúng tôi cần phải quên đi thất bại này. Trước mắt là Hoàng Anh Gia Lai sẽ từng bước trở lại, thoát khỏi vị trí cuối bảng và đội sẽ hướng về những trận đấu phía trước với tinh thần đó là không từ bỏ." Và đồng thời bên cạnh đó thì huấn luyện viên Tây Sắc cũng dành những lời khen ngợi dành cho đội khách Viettel ở trận đấu này khi mà ông có nói như thế này: "Thật tiếc là sau bàn vỡ hòa thì chúng tôi để lộ khoảng trống dẫn đến bàn thua thứ hai quá chóng vánh. Viettel có dàn cầu thủ chơi với nhau nhiều năm rất ăn ý, trong khi Hoàng Anh Gia Lai chưa làm được như vậy. Các cầu thủ chưa hiểu về mặt chiến thuật, họ cần rút kinh nghiệm cho các trận đấu tiếp theo. Và trận đấu sắp tới thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Sông Lam Nghệ An và Kiên Tây Sắc nói rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Và bóng đá là như vậy, dù gặp thất bại thì chúng tôi vẫn phải ngẩng cao đầu để hướng về phía trước. Và tôi tin rằng những cầu thủ sẽ làm được." Đó là những chia sẻ của Kiên Tây Sắc sau khi mà vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai đã nhận một trận thua rất đáng tiếc. Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng cuối cùng cũng giống như rất nhiều lần trước đó thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn để cho đối thủ ngược dòng và cuối cùng thì lại thua chung cuộc. Viettel hiện nay đã có được 3 điểm và họ đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Và tại vòng 6 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 12. Trong khi đó thì Viettel sẽ gặp Hà Nội vào lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày. Nhưng vừa qua một hình ảnh mà khiến cho chúng tôi cảm thấy xót xa và thực sự đáng lòng khi mà vừa qua hai tuyển thủ quốc gia đó là Minh Vương và Hoàng Đức, kẻ thắng người thua trong cái cuộc đấu vừa qua thì đã lại buồn bã để an ủi nhau, khiến cho tôi cảm thấy rất là buồn. Đây là một hình ảnh mà có lẽ rằng rất hiếm đúng không ạ? Một trong những người mà giành chiến thắng thì họ lại cảm thấy không vui. Còn việc Minh Vương thì cậu ấy thất vọng thì cũng là điều đương nhiên thôi. Bởi với Minh Vương thì cậu ấy vẫn đang mong muốn rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đổi khác, có những điểm số và làm sao tránh được vị trí cuối bảng. Nhưng điều đó thì đã không xảy ra, mặc dù là Minh Vương đã có bàn thắng rất sớm dành cho Hoàng Anh Gia Lai ở trong trận đấu vừa qua. Còn với Hoàng Đức thì tại sao? Tại sao một cầu thủ như là Hoàng Đức, một trận đấu mà cậu ấy đã có một chiến thắng cùng với Viettel thế nhưng lại buồn bã đến như vậy? Đương nhiên lý do thì chúng ta cũng biết thôi. Đó chính là việc vừa qua thì chính Hoàng Đức đã không được ra sân bất cứ một phút nào ở những trận đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vừa qua. Mà mặc dù ai cũng biết rằng Hoàng Đức là một cầu thủ quá đẳng cấp và không thể thiếu được trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Và cậu ấy thất vọng thì nó điều đương nhiên thôi. Tôi tin rằng đây là một trong những lý do mà khiến cho ông Philippe Chuche cần phải nhận thêm những sự chỉ trích. Ông có nói rằng là đang mong muốn để cho Hoàng Đức cố gắng phấn đấu để làm sao mà lấy thêm những động lực để mà thi đấu tốt hơn. Nhưng tôi thấy rằng là chưa thấy cái động lực đâu. Chẳng thấy có cái động lực nào mà cuối cùng thì chúng ta thấy được một cái Hoàng Đức đang có vẻ như đang rất buồn bã như thế này. Một chiến thắng mà cậu ấy vẫn không thể vui được thì cho thấy được rằng là rõ ràng vấn đề là mặt tâm lý của Hoàng Đức đang có rất nhiều vấn đề. Để nói về một thuyền trưởng giỏi, ở đây đương nhiên là vấn đề về mặt chuyên môn rồi. Chúng ta đều nói về mặt chuyên môn, thứ nhất là chuyên môn đã đúng không ạ? Thế nhưng thứ hai vấn đề về cách làm tâm lý dành cho những cầu thủ thì cũng là một điều vô cùng quan trọng. Vừa qua thì đối với Philippe Chuche, khi mà loại bỏ Hoàng Đức thì ông ấy gần như là cũng không có những động thái để mà chấn an tinh thần cũng như là để giúp cho Hoàng Đức cân bằng về mặt tâm lý. Rõ ràng là tâm lý của Hoàng Đức sau khi mà bị ông Philippe Chuche loại ra khỏi cái danh sách của đội tuyển Việt Nam thi đấu những trận đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vừa qua là thực sự là cậu ấy đang có vấn đề rất lớn đúng không ạ? Đây là một điều rất là đáng buồn. Nếu như mà Hoàng Đức hiện nay những vấn đề tâm lý như vậy mà ảnh hưởng lớn đến cái khả năng thi đấu của cậu ấy không chỉ là trong Viettel
Và vấn đề tâm lý hiện nay thì tôi tin rằng nó là điều quan trọng nhất dành cho Hoàng Đức thôi. Ông Philippe Chuche thì có cái lý do để ông ấy đưa ra những quyết định rằng là ông ấy lựa chọn những cầu thủ trẻ, và ông tin rằng những cầu thủ trẻ đó thậm chí còn tốt hơn so với cả Hoàng Đức. Và ông ấy tin rằng là Hoàng Đức đang không đáp ứng về mặt chuyên môn, hoặc là không thể thay đổi cái tư duy chiến thuật để làm sao mà thay đổi cùng với cả đội tuyển, giúp cho đội tuyển tốt hơn. Và chính cái điều đó khiến cho Hoàng Đức đang thực sự là đang bế tắc. Tôi nghĩ rằng Hoàng Đức hiện nay đang bế tắc thực sự, và cái điều quan trọng nhất hiện nay có lẽ rằng cần phải có một liệu pháp tâm lý dành cho Hoàng Đức. Vừa qua thì với Hoàng Đức thì cậu ấy đang sáng cửa giành quả bóng vàng Việt Nam 2023 này. Nhưng trong thời gian gần đây với sự trỗi dậy của những cầu thủ như là Phạm Tuấn Hải thì cơ hội dành cho Hoàng Đức bỗng nhiên lại bị thấp đi khá là nhiều. Bởi thứ nhất là được thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia thì cũng đã lấy điểm rất nhiều rồi. Kể cả là thi đấu tốt ở V-League nhưng sự đóng góp công hiến trên màu áo của đội tuyển quốc gia là rất là lớn. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy được rằng là chính Phạm Tuấn Hải với khả năng bùng nổ của mình trong những trận đấu gần đây cùng với câu lạc bộ Hà Nội thì cậu ấy đã ghi điểm rất nhiều. Vì vậy cuộc cạnh tranh cho cái quả bóng vàng Việt Nam 2023 ở mùa giải năm nay sẽ là vô cùng căng thẳng, và chắc chắn chúng ta không phải chờ đợi cho những trận đấu đến hết vòng 7 của V-League 2023, bởi đó là những trận đấu trong năm nay, và từ đó chúng ta mới có những nhận định đánh giá cụ thể hơn nữa về cái danh hiệu của bóng vàng Việt Nam năm nay, đúng không ạ? Còn kính thưa quý vị, với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa qua, sau khi mà để thua trước câu lạc bộ Viettel thì Bầu Đức cũng vẫn chia sẻ rằng là Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ cố gắng để đi đúng hướng và sẽ cố gắng trở lại ở trong thời gian tới. Mặc dù rất thất vọng, thế nhưng Bầu Đức tin rằng là với sự trở lại ở trong tháng 2 tới, việc ông sẽ chi tiền ra để mua sắm những cầu thủ chất lượng thì sẽ giúp cho Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở lại cuộc đua thôi. Và để nói về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, những trận đấu vừa qua cái kiểu như là trận đấu gặp Viettel thì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều lần rồi. Hoàng Anh Gia Lai có thể ghi bàn trước và thậm chí được rất nhiều bàn thắng, thế nhưng cuối cùng thì họ vẫn cứ để thua cuộc. Và cái lý do đơn giản nhất mà chúng tôi nghĩ rằng là họ để những trận thua kiểu như vậy thì hàng thủ vẫn là một vấn đề. Thực tế với Hoàng Anh Gia Lai họ vẫn luôn luôn rất mạnh ở khâu tiền vệ cũng như là kể cả tiền đạo nữa. Rất nhiều cầu thủ họ có khả năng ghi bàn, và những tiền vệ của Hoàng Gia Lai thì cũng đều là những cầu thủ rất tốt. Nhưng hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai rõ ràng là có vấn đề. Bởi khi mà để dẫn trước như vậy mà cuối cùng thì vẫn để thua và thậm chí là thua đậm thì hàng thủ cần phải nhắc đến đầu tiên thôi. Và rõ ràng hiện nay thì với Hoàng Anh Gia Lai ở hàng thủ thì họ cũng cần thêm những cầu thủ chất lượng giống như kiểu Bùi Hoàng Việt Anh hay là Hồ Tấn Tài thì mới mong có thể trở lại những cuộc đua được. Và thực tế mà nói thì với Hoàng Anh Gia Lai trước đây thì họ cũng có những cầu thủ rất hay ở hàng phòng ngự. Thế nhưng rõ ràng là không hiểu cái lý do vì sao khi mà thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai thì họ vẫn không thể hiện được nhiều. Trong khi đó thì một số những cầu thủ như vừa qua chúng tôi cũng nói rồi, như là Văn Toàn, như là Văn Thanh hay là Hồng Duy, nhiều cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai khi mà họ không thi đấu cho màu áo này nữa, thi đấu cho các màu áo của đội bóng khác như là Công an Hà Nội hay vừa qua là cho Nam Định thì họ vẫn bùng nổ và tỏa sáng. Đó là một điều mà chắc chắn là Bầu Đức cũng sẽ phải rất là nghĩ rất là nhiều. Tất nhiên hiện nay thì V-League mới trải qua vòng đấu thứ 5 thôi, còn rất nhiều thời gian để cho Hoàng Anh Gia Lai có thể trở lại. Thế nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục thể hiện một bộ mặt như thế này thì nhiều cổ động viên, người hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ cảm thấy bất an, và tôi tin rằng là họ cũng không khó lòng để mà có sự kiên nhẫn hơn nữa. Với Bầu Đức thì ông ấy nói rằng là sẽ cố gắng để ở mùa giải năm sau Hoàng Anh Gia Lai sẽ cạnh tranh ngôi vô địch. Thế nhưng trước khi nói đến câu chuyện đó thì rõ ràng ở mùa giải năm nay Hoàng Anh Gia Lai dù không muốn nói thế nhưng mục tiêu ban đầu vẫn cứ phải là trụ hạng xong đã, đúng không ạ? Còn nó quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.